Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, Công an thị xã Bến Cát đã phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương tạm giữ hình sự đối tượng Lê Thanh Hải, sinh năm 1988, quê Thanh Hóa, tạm trú phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương để điều tra hành vi sát hại người. Theo điều tra ban đầu, Lê Thanh Hải và anh PTC ngụ tại phường Hoa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, là bạn bè sinh sống gần nhau. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Hải nghi ngờ anh C có quan hệ tình cảm với vợ mình. Khoảng 3 giờ sáng ngày 10 tháng 4, khi thấy anh C đẩy xe rùa đi làm, thì Lê Thanh Hải đi ra gặp để nói chuyện và hai bên xảy ra cự cãi. Trong lúc bực tức, Hải chạy vào phòng trọ lấy hung khí rồi quay ra đâm vào người của anh C, khiến nạn nhân nằm gục ở bãi đất trống. Sau khi gây án, Hải mang theo hung khí bỏ chạy khỏi hiện trường người dân gần hiện trường nghe tiếng động nên ra xem và phát hiện sự việc đã đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng anh ptc đã tử vong trên đường đến bệnh viện sau khi nhận được tin báo cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường trên tuyến đường thuộc khu phố an hòa phường hòa lợi thị xã bến cát để khám nghiệm phục vụ công tác điều tra vụ án mạng sau đó cơ quan điều tra công an thị xã bến cát tiến hành truy xét bắt giữ được lê thanh hải khi đối tượng này đang bỏ trốn tại phường hòa phú thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương Hiện, công an thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương đang phối hợp các phòng nghiệp vụ công an tỉnh Bình Dương điều tra làm rõ vụ việc. Theo thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng công an xã đã vào cuộc xác minh làm rõ thông tin một nam sinh lớp 11 bị tài xế ô tô con đánh tới tấp vào người xảy ra trên địa bàn. Qua xác minh, cơ quan công an xác định tài xế ô tô có hành vi đánh nam sinh là TDT, sinh năm 1989, ngụ xã Thiệu Hợp, còn nam sinh bị đánh là MHA, 17 tuổi, ngụ xã Thiệu Thịnh, huyện Thiệu Hóa. Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip từ camera nhà dân ghi lại cảnh một chiếc ô tô con đang di chuyển trên đường liên thôn khi đi đến khúc cua, tài xế bất ngờ đánh lái sang phải, không có tín hiệu xi nhang cùng thời điểm này có một thiếu niên đi xe máy tới nên xảy ra va quệt với ô tô gây hư hỏng phần đầu ngay sau đó tài xế ô tô mở cửa ra nói chuyện và có lời qua tiếng lại với người đi xe máy rồi xông vào đấm đá vào người nam sinh đáng nói trong đoạn clip nam sinh bị đánh có một người đàn ông đứng chứng kiến sự việc nhưng thờ ơ không có động thái căn ngăn hành vi của tài xế ô tô một lãnh đạo công an huyện thiệu hóa thông tin ngay khi nhận được thông tin chúng tôi đã chỉ đạo công an xã thiệu hợp vào cuộc xác minh làm rõ Vụ việc trong thẩm quyền của Công an xã, bước đầu phía Công an đã xác định được những người có liên quan và mới lên làm việc, trường hợp không đủ yếu tố để xử lý hình sự thì sẽ chuyển qua xử lý hành chính. Hiện vụ việc đang được Công an xã thiệu hợp hoàn thiện hồ sơ, đề xuất cơ quan cấp trên xử lý theo quy định. Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc Hà Nội kiểm tra xác minh thông tin thai nhi tử vong tại bệnh viện gây xôn xao dư luận. Trong văn bản gửi Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc chiều ngày 9 tháng 4, Bộ Y tế đề nghị đơn vị này kiểm tra xác minh ngay sự việc, báo cáo nhanh về Bộ trước 12 giờ ngày 11 tháng 4. Bộ cũng đề nghị Bệnh viện khẩn trương họp hội đồng chuyên môn theo quy định để đánh giá quá trình tiếp đón, chăm sóc, xử trí đối với trường hợp sản phụ có con tử vong tại bệnh viện. Bệnh viện cần thông báo kết luận của hội đồng chuyên môn tới gia đình sản phụ và các cơ quan truyền thông đại chúng, gặp gỡ chia sẻ động viên tới gia đình sản phụ, văn bản bộ nêu rõ. Bộ Y tế đề nghị Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc xử lý nghiêm các tập thể và cá nhân nếu phát hiện có sai phạm về chuyên môn, tinh thần, thái độ phục vụ và đạo đức nghề nghiệp theo quy định hiện hành, báo cáo kết quả giải quyết vụ việc trước ngày 30 tháng 4. Trước đó, ngày 9 tháng 4, dư luận xôn xao trước thông tin một thai nhi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc, cơ sở 286 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội. Người nhà sản phụ phản ánh trong quá trình khám thai, siêu âm bác sĩ phát hiện tình trạng dây rốn cuốn quanh cổ thai nhi, sản phụ nước ối cạn, cận ngày sinh, gia đình lo lắng tình trạng sức khỏe của mẹ và thai nhi, đề nghị bệnh viện mổ lấy thai. Bệnh viện khẳng định không vấn đề gì, có thể đẻ thường, thế nhưng sau đó gia đình được biết thai nhi đã tử vong. Sự việc đang được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội và gây hoang mang dư luận. Còn phía Bệnh viện Quốc tế Thu Cúc cho rằng những thông tin này chưa được kiểm chứng, chưa chính thức từ bệnh viện, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến uy tín của bệnh viện. Đến thời điểm này, chúng tôi khẳng định không có trường hợp thai nhi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc như một số cơ quan báo chí đưa tin vào sáng ngày 9 tháng 4. Bệnh viện đang tiến hành xác minh thông tin và sẽ sớm đưa ra thông cáo báo chí chính thức về vụ việc. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB thông báo, phòng giao dịch Bạch Mai chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội, địa chỉ tầng 2, 3, nhà số 361 Bạch Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, chấm dứt hoạt động kể từ ngày 8 tháng 4. Trong tháng 3, SCB cũng đã chấm dứt hoạt động đối với phòng giao dịch Điện Biên Phủ chi nhánh Tân Định, Số 261 263, đường địa Biên phủ, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, kể từ tháng 10 năm 2022 đến nay, SCB đã đóng cửa, dừng hoạt động 47 điểm giao dịch tại 9 tỉnh thành, trong đó, đóng cửa 33 phòng giao dịch tại thành phố Hồ Chí Minh, 8 phòng giao dịch tại Hà Nội, 5 phòng giao dịch tại Đà Nẵng, các địa phương khác là Hải Phòng, Nghệ An, Bình Định, Đồng Nai, Gia Lai, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, An Giang mỗi địa phương đóng một phòng giao dịch. Như vậy, sau hơn một năm bị kiểm soát đặc biệt, SCB đã đóng cửa hơn 1 phần tư số phòng giao dịch trên cả nước, trong khi vẫn giữ nguyên số chi nhánh ở mức 50. Đến nay, SCB chỉ còn 87 điểm giao dịch trên cả nước. Ngày 15 tháng 10 năm 2022, Ngân hàng Nhà nước đã công bố quyết định kiểm soát đặc biệt SCB để ổn định hoạt động của ngân hàng này. Việc ngân hàng nhà nước kiểm soát đặc biệt một tổ chức tín dụng là biện pháp nghiệp vụ theo quy định của pháp luật nhằm kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tác động tiêu cực đến tổ chức tín dụng đó và hệ thống các tổ chức tín dụng. Ngân hàng nhà nước cũng lựa chọn chỉ định những cán bộ có kinh nghiệm, năng lực, trình độ chuyên môn từ Vietcombank, BIDV, Viettinbank, Agribank để tham gia quản trị, điều hành ngân hàng SCB. Trong hơn một năm bị kiểm soát đặc biệt, cùng với xu hướng chung của thị trường, lãi suất huy động tại SCB cũng đã giảm rất mạnh. Trước đó, SCB từng áp dụng mức lãi suất lên tới gần 10% vào cuối năm 2022 và là một trong những ngân hàng có lãi suất huy động cao nhất hệ thống ngân hàng ở thời điểm đó. Sau khi dừng hoạt động đối với một loạt phòng giao dịch, SCB mới đây cũng đã thông báo thanh lý một loạt xe ô tô chuyên dụng chở tiền, đồng thời lựa chọn nhà thầu tháo dỡ 21 pano quảng cáo tại 16 đơn vị kinh doanh. Ngân hàng nhà nước đang nghiên cứu đề nghị tham gia cơ cấu lại SCB của một số nhà đầu tư lớn để sớm trình chính phủ theo phương án cơ cấu lại ngân hàng này theo quy định. Hiện có 5 ngân hàng được kiểm soát đặc biệt gồm CB Bank, Ocean Bank, GP Bank, Đông Á Bank và SCB, trong đó SCB bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt từ tháng 10 năm 2022. Mới đây, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã xem xét thi hành kỷ luật một số đảng viên có vi phạm, khuyết điểm tại Đảng bộ các tỉnh Vĩnh Phúc Quảng Ngãi, Phú Yên, Hà Giang và Gia Lai. Cụ thể, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy các ông: Lê Duy Thành, Phó Bí thư tỉnh ủy, Bí thư ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc; Đặng Văn Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Bí thư ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; Cao Khoa, nguyên Phó Bí thư tỉnh ủy, nguyên Bí thư ban cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; Phạm Đình Cự Nguyên Phó Bí thư tỉnh ủy, nguyên Bí thư ban cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên. Hà Hoàng Việt Phương, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi. Nguyễn Thế Bình, tỉnh ủy viên, bí thư Đảng ủy, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang. Nguyễn Tư Sơn, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Các cán bộ trên cũng bị xác định vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm của các cá nhân nêu trên, theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông Lê Duy Thành, Đặng Văn Minh, Cao Khoa, Phạm Đình Cự, Hà Hoàng Việt Phương, Nguyễn Thế Bình, Nguyễn Tư Sơn. Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời đồng bộ với kỷ luật Đảng. Trước đó, tại kỳ họp 38 ngày 18 tháng 3, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị cấp có thẩm quyền kỷ luật các ông Lê Duy Thành, Đặng Văn Minh, Cao Khoa, Hà Hoàng Việt Phương. Ngày 8 tháng 3, các ông Lê Duy Thành, Đặng Văn Minh Cao khoa bị bộ công an tạm giam để điều tra về tội nhận hối lộ. Ông Hà Hoàng Việt Phương cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Công an Lạng Sơn tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Thuyết, sinh năm 1992, thôn Bản Rị, xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn để điều tra xử lý về hành vi giết người. Theo điều tra ban đầu, trước đó khoảng 20 giờ 50 phút ngày 6 tháng 4 năm 2024, trong khi dự đám cưới tại nhà ông Nguyễn Văn Tự ở thôn Bản Rị, xã Hữu Cánh, huyện Lộc Bình, Nguyễn Văn Thuyết, cháu trai ông Tự xảy ra mâu thuẫn, xích mích với La Văn Hùng, sinh năm 1992, có họ hàng với Thuyết, chú thôn Khòn Thống, xã Hữu Khánh. Tại đây, Thuyết đã có hành vi dùng hung khí tác động khoảng 3 nhát vào người Hùng. Trong đó, một nhát trúng vào vùng bụng, khiến Hùng bị thương phải đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau sự việc người dân đã khống chế đưa thuyết đến trụ sở công an huyện lộc bình ngay sau khi nhận được tin báo công an huyện lộc bình đã tiến hành khám nghiệm hiện trường ghi lời khai những người có liên quan hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra xác minh làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật liên quan đến án mạng do mâu thuẫn va chạm khi đi ăn nhậu trong đám cưới, trước đó khoảng 19 giờ ngày 28 tháng 3 năm 2024, tại trước cửa nhà ông Đinh Văn Sáng, sinh năm 1976, thôn Bản Khiếng, xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình, xảy ra vụ việc Hà Văn Phi qua lại to tiếng với ông Sáng. Ngày sau đó, đối tượng Phi đã dùng hung khí tác động nhiều nhát vào người ông Sáng, khiến ông này gục ngã xuống đất. Gây án xong, Phi bỏ trốn khỏi hiện trường và đến cơ quan công an huyện Lộc Bình đầu thú còn ông Đinh Văn Sáng được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Được biết trước đó hai ông Sáng và Phi gặp nhau trong một đám cưới ở làng, trong lúc uống rượu đã xảy ra lời qua tiếng lại mâu thuẫn cá nhân. Sau đó đối tượng Phi đã tìm hung khí ngồi sẵn trước cửa gia đình ông Sáng để giải quyết mâu thuẫn. Ông nông Văn Cao chủ tịch ủy ban nhân dân xã Hiếu Khánh xác nhận thông tin trên đồng thời cho biết lực lượng chức năng địa phương đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm công tác đảm bảo an ninh trật tự trị an trên địa bàn đồng thời tổ chức đoàn công tác thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Hiện Công an huyện Lộc Bình đã tạm giữ hình sự đối tượng Hà Văn Phi để tiến hành điều tra về hành vi giết người. Thông tin tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ 15 khóa 11, Thiếu tướng Nguyễn Sĩ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, trên địa bàn nổi lên tình trạng tội phạm lợi dụng không gian mạng để lừa đảo, trong đó có vụ mất hơn 171 tỷ đồng ở huyện Nhân Trạch. Theo thiếu tướng Nguyễn Sĩ Quang, trong vụ việc này các đối tượng lừa đảo sử dụng thủ đoạn quá cũ xuất hiện từ cả chục năm trước, trong số hơn 100 kịch bản các đối tượng lừa đảo hay sử dụng nhưng người trong cuộc không cập nhật thiếu cảnh giác, thông tin trên được đăng tải trên báo Nhân dân. Thủ đoạn lừa đảo mà tội phạm hay dùng nhất là giả danh công an, cán bộ thuế rồi liên lạc qua điện thoại để xử lý thông tin tố giác tội phạm. Do đó khi phát hiện thủ đoạn lừa đảo tương tự thì mọi người phải lập tức báo cho cơ quan công an không để các đối tượng lợi dụng. Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã làm việc với tỉnh ủy Đồng Nai về vụ việc bà Nguyễn Thị Giang Hương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhân Trạch bị lừa đảo lấy đi hơn 171 tỷ đồng trong tài khoản. Đoàn công tác yêu cầu tỉnh ủy Đồng Nai cung cấp hồ sơ liên quan đến cá nhân đảng viên Nguyễn Thị Giang Hương thuộc diện cán bộ do thường vụ tỉnh ủy Đồng Nai quản lý. Trước đó tại buổi họp báo do Bộ Công an tổ chức vào ngày 26 tháng 3, đại diện cục cảnh sát hình sự và cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã cung cấp thêm thông tin về vụ việc nữ chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Nhân Trạch bị lừa đảo số tiền lớn trong tài khoản. Theo đó, cơ quan điều tra của Bộ Công an đã tiếp nhận thông tin về vụ việc và đơn vị chức năng của Bộ Công an đang cùng công an địa phương tích cực điều tra làm rõ. Theo thông tin bước đầu từ cơ quan chức năng, nhóm lừa đảo sử dụng công nghệ cao và tự xưng là người của cơ quan bảo vệ pháp luật, sau đó nhóm này thông báo bà Nguyễn Thị Giang Hương có liên quan đến vụ việc vi phạm pháp luật. Nhóm lừa đảo yêu cầu bà Nguyễn Thị Giang Hương mở tài khoản để chuyển tiền rồi nhanh chóng xâm nhập vào tài khoản của bà Hương để lấy tiền. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Vũ Trung Ngọc, sinh năm 2000, trú tại xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, để điều tra về tội cướp tài sản. Trước đó, vào cuối tháng 2 năm 2024, Công an phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm tiếp nhận đơn trình báo của chị Hát, trú tại quận Bắc Từ Liêm về việc bị cướp tài sản. Theo trình báo của chị Hát vào tối cùng ngày, khi chị điều khiển xe máy Honda Vision có mời chào một nam thanh niên đi vui vẻ, hai người thỏa thuận đồng ý và cùng nhau đi vào bãi đất trống trên đường Phạm Hùng thuộc địa bàn phường Mỹ Đình 1 để hành sự. Trong lúc chị Hát không để ý, nam thanh niên đã dùng gạch đập vào đầu chị Hát khiến chị bị ngã xuống đất. Chị Hát chi hô cướp cướp liền bị đối tượng dùng tay đấm vào mặt và bụng của chị. Khi thấy chị Hát không chống cự được nữa, nam thanh niên đã lục túi sách của người phụ nữ, lấy đi một điện thoại di động Nokia 105 và chìa khóa xe máy. Khi chị Hát chạy ra ngoài đường phát hiện chiếc xe máy đã biến mất cùng với chiếc điện thoại iPhone 12 trong cốp xe, trong sự hốt hoảng, chị tìm đến cơ quan công an để trình báo. Tiếp nhận đơn trình báo của nạn nhân, Công an phường Mỹ Đình 1, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Nam Từ Liêm và Phòng Cảnh sát Hình sự đã tổ chức lực lượng cùng phối hợp điều tra làm rõ. Sau 3 ngày kể từ khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã xác định được đối tượng gây ra vụ cướp tài sản của chị Hát là Vũ Trung Ngọc, tổ chức bắt giữ khi Ngọc đang lẩn trốn trong một ngôi nhà nghỉ trên địa bàn quận Đồng đa tại cơ quan công an ngọc khai nhận thấy người phụ nữ vừa có tài sản mà lại dẫn mình vào bãi đất trống nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản do không có sự chuẩn bị từ trước nên khi thấy chị hát đi vào khu này ngọc đã cầm theo nửa viên gạch lợi dụng lúc chị hát không để ý đã đập gạch vào đầu chị biết người phụ nữ đã bị khống chế Vũ Trung Ngọc lục lọi lấy tài sản, lấy được chiếc chìa khóa xe máy, Ngọc nổ máy bỏ chạy đến khu vực quảng trường sân vận động Mỹ Đình thì dừng xe mở cốp, bên trong cốp xe Ngọc thấy có một điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 12 Pro Max, Ngọc liền tắt nguồn điện thoại rồi tiếp tục bỏ chạy đến khu vực phường La Khê quận Hà Đông. Sáng ngày 23 tháng 2, Ngọc đã lên mạng xã hội Facebook đăng bài bán chiếc xe máy Honda Vision với giá 7 triệu đồng, sau đó Ngọc đã thuê nhà nghỉ trên địa bàn quận Đống Đa để tiếp tục lần trốn. Khoảng 20 giờ ngày 23 tháng 2, Ngọc đã mang chiếc điện thoại iPhone 12 Pro Max đi cầm cố với giá 9 triệu đồng, dùng số tiền đó vào việc ăn tiêu và chơi game. Vừa qua, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã đưa ra xét xử vụ án hình sự xảy ra ngày 22 tháng 9 năm 2023 tại thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Tại phiên tòa, căn cứ các tình tiết trong hồ sơ vụ án và diễn biến xét xử, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt mức án cao nhất là tử hình đối với bị cáo Võ Tiến Mạnh, 22 tuổi, chú xã Quang Bình, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Theo hồ sơ vụ án, vào hồi 21 giờ 50 phút ngày 22 tháng 9 năm 2023, Trung úy Đỗ Văn Tú, cán bộ công an thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, đang trong ca trực. Nhận được tin báo tại khu vực tổ 5 thị trấn An Bài xuất hiện đối tượng nghi vấn có hành vi trộm cắp. Đồng chí Tú đã báo cáo chỉ huy và được phân công xuống địa bàn để xác minh nguồn tin. Trong quá trình xác minh, bất ngờ đối tượng rút dao thủ sẵn trong người tấn công đồng chí Tú, gây thương tích nặng. Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng do có vết thương quá nặng, trung úy Đỗ Văn Tú đã hy sinh hồi 23 giờ 45 phút cùng ngày. Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng nguy hiểm bỏ trốn sau khi gây án, giám đốc công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo thành lập ban chuyên án, huy động tối đa lực lượng, phương tiện tập trung điều tra, tổ chức truy xét nóng đối tượng. Sau nhiều giờ, ban chuyên án đã bắt giữ được đối tượng gây án là Võ Tiến Mạnh khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Ninh Bình. Công an tỉnh Thái Bình sau đó đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tang lễ Trung úy Đỗ Văn Tú theo nghi thức công an nhân dân và phong tục tập quán địa phương. Sau đó, Trung úy Tú đã được thăng cấp hàm lên Thượng úy và truy tặng huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3. Liên quan đến vụ việc anh T V Q, 25 tuổi, quê quán Quảng Bình tạm trú quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng bị bạn đâm tử vong do mâu thuẫn trên bàn nhậu. Công an quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Hoàng Long, 24 tuổi, ngụ đường Yên Bái, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Theo thông tin ban đầu, Long hiện đang làm việc trong lĩnh vực IT, công nghệ thông tin. Tuy nhiên, sau khi sự việc xảy ra, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một người đàn ông mặc trang phục giống trang phục của lực lượng công an và ẩn ý cho rằng đây là hung thủ gây ra vụ việc điều này đã làm nổ ra những đồn đoán không hay trên mạng xã hội. Thông tin trên báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, thiếu tướng Vũ Xuân Viên, giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết sẽ giao các phòng, đơn vị nghiệp vụ xác minh sự việc và có thông tin cụ thể. Vụ án mạng xảy ra vào tối ngày 6 tháng 4 vừa qua, Long và Quy cùng ba người bạn đến ăn nhậu tại quán ăn trên đường Trưng Nữ Vương, quận Hải Châu. Trong lúc ăn uống, Long và Quy xảy ra mâu thuẫn, hai bên cãi nhau, xô xát. Long đập vỡ vỏ chai bia rồi cầm phần vỏ chai thủy tinh vỡ tác động vào vùng cổ của Quy. Cú đâm khiến Quy mất nhiều máu, gục tại chỗ và tử vong. Công an quận Hải Châu cho biết Long chưa có tiền án tiền sự. Long và Quy là bạn học. Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Mới đây, luật sư Nguyễn Anh Thơm thuộc đoàn luật sư Hà Nội, người được ủy quyền đại diện cho gia đình anh Vũ Minh Đức, 31 tuổi quê Ninh Bình, tạm trú thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, tử vong sau khi làm việc với công an huyện Long Thành Đồng Nai, làm việc với cơ quan điều tra, viện kiểm sát nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, luật sư Thơm là người bảo vệ quyền lợi cho gia đình anh Đức trong suốt quá trình giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật. Luật sư Thơm cho biết, bước đầu tôi đã làm việc với cơ quan điều tra, viện kiểm sát nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh và nộp đơn theo đúng quy trình thủ tục. Hiện cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng đã tiếp nhận hồ sơ từ Công an huyện Long Thành để điều tra. Trước đó, gia đình anh Đức nhận thông báo của cơ quan huyện Long Thành, nội dung là việc khiếu nại của gia đình anh Đức thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Vì vậy, Công an huyện Long Thành đã chuyển tố giác kèm theo tài liệu có liên quan cho cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để giải quyết. Như đã đưa tin, sáng ngày 22 tháng 3, anh Đức đến làm việc với đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội theo giấy triệu tập vì có liên quan đến một sự việc gây rối trật tự công cộng trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, anh Đức được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Theo giấy báo tử của Bệnh viện Trợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh, nguyên nhân anh Đức tử vong là do hôn mê sau ngưng hô hấp tuần hoàn theo dõi tổn thương não sau ngưng tim, suy thận cấp, tổn thương thận cấp, suy gan cấp, tổn thương gan cấp, tổn thương phần mềm, đùi phải trái, liên quan đến vụ việc công an tỉnh đồng nai đình chỉ công tác đối với đại úy thái thanh thương cán bộ điều tra phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và điều tra viên lưu quang trung cán bộ thuộc đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện long thành đây là hai cán bộ triệu tập và làm việc trực tiếp với anh vũ minh đức Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị ban chấp hành Đảng bộ quận 1 lần thứ 21. Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Văn Mãi nhắc đến vụ bắt cóc hai cháu gái ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh. Người đứng đầu chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, vừa qua, công an quận 1 đã phối hợp với công an thành phố Hồ Chí Minh, các lực lượng cảnh sát hình sự, đơn vị nghiệp vụ kịp thời truy xét, giải cứu an toàn hai cháu giao về cho gia đình, bắt nghi phạm gây án. Ông Mãi cho rằng, từ câu chuyện này, quận 1 cần đề ra giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối với tư cách là trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông Mãi, là quận trung tâm, các lực lượng trên địa bàn phải nhận diện được những diễn biến mới, khó lường và phản ứng nhanh, xử lý kịp thời các vấn đề, không chỉ nêu vai trò của lực lượng công an quân sự mà phải phát huy công nghệ để đảm bảo an ninh trật tự. Trước đó vào 20 giờ ngày 3 tháng 4, chị Nguyễn Thị Chi, 27 tuổi, ngụ quận 7, cùng bốn con đứng ở khu vực số 1, đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé để bán kẹo. Sau đó chị đi gặp một người quen cách đó khoảng 100m, hai cháu NKTM và LHTL cùng nhau đi bán kẹo. 30 phút sau, chị Chi hốt hoảng vì không thấy M và Lờ đâu, chị chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng không thấy. Đến chiều 6 tháng 4, công an phường Bến Nghé quận 1 tiếp nhận nguồn tin từ chị Nguyễn Thị Chi về việc bị thất lạc hai con. Trước tình hình trên, lãnh đạo Bộ Công an và thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các đơn vị tung quân vào cuộc tìm kiếm. Chưa đầy 42 giờ kể từ khi tiếp nhận nguồn tin, tổ công tác của Công an quận 1 và phòng PC02 đã giải cứu thành công hai cháu và đang tiếp tục phối hợp để điều tra làm rõ hành vi của nghi phạm Phạm Huỳnh Nhật Vi, 21 tuổi, ngụ phường 22 quận Bình Thạnh. Hiện công an thành phố Hồ Chí Minh đang làm rõ về lời khai của vi và chưa chính thức cung cấp về động cơ mục đích của nghi phạm trong vụ bắt cóc này. Trong chiều 8 tháng 4, công an quận 1 đã bàn giao hai cháu cho mẹ ruột trong sự vui mừng khôn xiết của người phụ nữ 27 tuổi. Vụ việc xuất phát từ sự mất tích kỳ lạ của hai cháu M và L vào tối ngày 3 tháng 4 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Theo đó, chị Nguyễn Thị Kim Chi, 27 tuổi, ngụ quận 7, hàng đêm dẫn theo bốn con của mình lớn nhất 10 tuổi và nhỏ nhất 9 tháng rưỡi đi theo bán kẹo cho du khách ở phố đi bộ để kiếm sống. Tối ngày 3 tháng 4, trong lúc bán hàng, chị Chi gặp người quen cách đó 100 mét nên để bốn con chăm nhau. Ít phút sau, chị Chi quay lại chỉ thấy hai con, con M và L đã biến mất. Chị Chi nháo nhào đi tìm. Một số người dân nói rằng thấy hai cháu gái dắt nhau đi vệ sinh gần đó và chỉ hướng đi của hai cháu nhưng chị Chi tìm không thấy. Được biết, Người chồng rời mấy mẹ con chị Chi cách đây không lâu và năm mẹ con quen sống cảnh đường phố về đêm nên có nhiều thông tin về sự thất lạc của hai cháu. Có người cho rằng người cha ruột của hai cháu đã bí mật tiếp cận dẫn con đi để nuôi dưỡng. Tuy nhiên, sau nhiều ngày tìm kiếm con trong vô vọng, chị Chi mới trình báo công an phường Bến Nghé, quận 1. Xác định tính chất nghiêm trọng nên vụ việc được báo cáo công an quận 1 và ban giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh. Một số trang mạng xã hội đã lan truyền thông tin và báo chí đã đăng tải nhằm hỗ trợ gia đình tìm kiếm hai cháu gái mất tích kỳ lạ giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Do tính chất nghiêm trọng nên lãnh đạo Bộ Công an và Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Công an thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương vào cuộc, chạy đua với thời gian bằng mọi giá tìm thấy hai cháu một cách sớm nhất. Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã huy động nhiều phòng nghiệp vụ vào cuộc phối hợp cùng Công an quận 1 để nhanh chóng truy tìm hai cháu. Công an đã trích xuất nhiều camera ở các hướng xung quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ và các tuyến đường xung quanh nhận diện được một phụ nữ trẻ có nghi vấn tiếp cận hai cháu. Trưởng Công an quận 1 cho biết, dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an thành phố, hơn 200 cán bộ chiến sĩ của Công an quận 1, Phòng Cảnh sát hình sự đã được huy động vào cuộc. Áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ và trích xuất camera ở nhiều địa điểm, lực lượng Công an đã xác định rõ hai cháu đi theo một người phụ nữ trẻ. Lực lượng công an tập trung giả dựng lại quá trình di chuyển của người phụ nữ này cùng hai cháu để khoanh vùng. Được biết, Nghi phạm còn trẻ nhưng hành động khá tinh vi khi tiếp cận hai cháu ở một khoảng cách nhất định để dụ dỗ. Người này thoát ẩn thoát hiện, lúc thì đi bộ dẫn hai cháu nhưng có lúc đón taxi công nghệ để đưa hai cháu di chuyển. Dù dấu vết mờ nhạt, việc dựng lại quãng đường di chuyển của hai cháu và nghi phạm rất khó khăn. Đó là chưa kể động cơ vụ bắt cóc chưa rõ ràng, hai cháu có khả năng gặp nguy hiểm. Lúc này, hơn 200 cảnh sát ngày đêm lần tìm các manh mối, chạy đua với thời gian, quyết tâm truy tìm ra tung tích sớm giải cứu các cháu. Lực lượng công an đã khoanh vùng được địa điểm giữ hai cháu là khu trung cư cao cấp Sài Gòn Pơn, đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh. Đồng thời xác định nghi phạm là người phụ nữ trẻ Phạm Huỳnh Nhật Vi. Khi đã chắc chắn hai cháu đang có mặt trong căn hộ của nghi phạm Vi tại tầng 10, tòa tháp Ruby, khu Sài Gòn Pơn. 10 giờ sáng ngày 8 tháng 4, lực lượng công an đã ập vào giải cứu và tiến hành tạm giữ nghi phạm. Vụ giải cứu thành công chỉ sau 42 giờ kể từ khi tiếp nhận trình báo về vụ mất tích. Trung tá Trần Quốc Dũng, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự cho hay, qua điều tra xác định nghi phạm Vi đã tiếp cận hai cháu tại phố đi bộ Nguyễn Huệ trong tối ngày 3 tháng 4, dùng thức ăn, tiền bạc để dẫn dụ các cháu. Vi dẫn hai cháu đi bộ qua nhiều con đường, từ quận 1 sang quận 8, rồi bắt taxi công nghệ đưa về căn hộ ở khu Sài Gòn Pơn. Tại đây, Vi tiếp tục dụ dỗ bằng thức ăn để giữ hai cháu lại, khiến cả hai không phản ứng, quấy khóc. Cho đến khi lực lượng công an ập vào giải cứu, trung tá Dũng thông tin đến nay xác định một mình vi thực hiện hành vi, chưa thấy dấu hiệu có thêm đồng phạm. Quá trình giữ hai cháu tại căn hộ Vi vẫn lo ăn uống và không có hành vi sử dụng vũ lực. Ngay sau khi giải cứu thành công, lực lượng công an cũng đã đưa hai cháu đi giám định sức khỏe, kết quả cho thấy hai cháu hoàn toàn khỏe mạnh. Niềm vui vỡ òa, chị Nguyễn Thị Chi, sinh năm 1997, mẹ nạn nhân, nghẹn ngào trong niềm hạnh phúc khi nhận lại các con. Khi hay tin cảnh sát tìm được con, tôi rất vui mừng và vô cùng biết ơn các anh đã nỗ lực ngày đêm tìm kiếm các cháu. Bước đầu Vi khai nhận có chồng ở nước ngoài nhưng không có con, do đó Vi muốn đưa hai cháu trên về để nuôi dưỡng. Tuy nhiên, đây là lời khai ban đầu của nghi phạm. Cơ quan cảnh sát điều tra chưa thông tin về động cơ gây án của Vi vì cần thời gian xác minh, làm rõ các tình tiết liên quan. Liên quan đến vụ việc này, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng tham mưu công an thành phố Hồ Chí Minh cho rằng các cháu chưa có khả năng xử lý tình huống, chưa tự bảo vệ bản thân, do đó, gia đình cần hướng dẫn cho các con kỹ năng để xử lý khi bị dẫn dụ hoặc đi lạc. Đặc biệt, khi đưa các cháu đến khu vui chơi giải trí, khu vực công cộng, phụ huynh cần để mắt bảo vệ con em mình và đặc biệt lưu ý khi xảy ra sự cố cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời can thiệp. Thấy hai cháu gái bán kẹo ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh không người trông coi, nghi phạm Phạm Huỳnh Nhật Vi, 21 tuổi, quê Tiền Giang, đã dùng tiền bánh kẹo dẫn dụ nạn nhân theo mình rồi đưa về căn hộ chung cư ở quận Bình Thạnh. Bước đầu, công an xác định nữ nghi phạm gây án một mình. Công an quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ Phạm Huỳnh Nhật Vi để làm rõ hành vi bắt cóc hai cháu gái, nạn nhân là cháu NKTM 7 tuổi và LHTL 3 tuổi đều là con ruột của chị Nguyễn Thị Chi 27 tuổi, quê Phú Yên tạm trú quận 7. Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm, trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, đây là chiến công xuất sắc của công an thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và lực lượng công an nhân dân nói chung đã và đang vì sự bình yên của mỗi gia đình và xã hội. Để có căn cứ xử lý đối tượng theo tội danh, cơ quan điều tra sẽ làm rõ động cơ, mục đích dụ dỗ đưa hai cháu đi thoát khỏi sự quản lý của bố mẹ để xử lý tương ứng theo quy định của Bộ luật hình sự. Luật sư Nguyễn Anh Thơm phân tích Trước tiên, hành vi của đối tượng đã xâm phạm đến quan hệ về quyền được chăm sóc, nuôi và sống chung với cha mẹ, quyền được bảo vệ của hai cháu. Đối tượng đã dùng thủ đoạn dụ dỗ, đưa hai cháu thoát khỏi sự quản lý trong năm của mẹ để đưa về nơi ở chung cư Sài Gòn Pên. Xét hành vi của đối tượng đã có dấu hiệu phạm tội, chiếm đoạt người dưới 16 tuổi, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 2, điều 153 bộ luật hình sự. Trong trường hợp này, ông Nguyễn Anh Thơm chia sẻ thêm, trong điều 153 Bộ luật hình sự có nêu người nào dùng vũ lực đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác chiếm giữ hoặc giao cho người khác chiếm giữ người dưới 16 tuổi bị phạt tù từ 3 đến 7 năm, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Mới đây, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An, đơn vị vừa phối hợp Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an nước bạn Lào và các đơn vị liên quan, các cơ quan chức năng bắt giữ thành công Lương Văn Búng là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẫn trốn ở nước ngoài. Theo tài liệu điều tra năm 2002, vì mâu thuẫn đất đai Lương Văn Búng sinh năm 1981, trú xã Kim Đa, huyện Tương Dương, Nghệ An, dùng súng bắn chết người đàn ông trú cùng bản. Sau khi gây án, Búng đưa vợ con rời khỏi địa phương cơ quan cảnh sát điều tra đã phát lệnh truy nã Búng về tội giết người. Búng sau đó đưa gia đình sang Lào thay tên đổi họ nhằm che giấu quá khứ. Để tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng, Búng thường xuyên thay đổi nơi ở. Tuy nhiên, hành tung của Búng không qua được mắt của trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Nghệ An. Mới đây, Tổ công tác phòng cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị liên quan bắt thành công Búng khi đối tượng đang lẫn trốn tại tỉnh Viên Trăng, Lào, kết thúc cuộc trốn chạy tội ác 22 năm của người đàn ông này. Trong cùng thời điểm, Tổ công tác Phòng Cảnh sát Hình sự bắt Lê Văn Điền sinh năm 1968, trú xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông, Nghệ An. Điền bị cơ quan cảnh sát điều tra truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy và chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy vào năm 2016. Quá trình sinh sống tại Lào, hai đối tượng gặp quen biết nhau để che giấu tung tích lai địch. Cả hai đối tượng thay tên đổi họ, thường xuyên thay đổi chỗ ở, sinh sống tại các khu vực đồi núi hẻo lánh có mật độ dân cư thưa thớt nhằm tránh sự phát hiện bắt giữ của cơ quan chức năng. Sau khi vượt chặng đường gần 800 km chiều ngày 5 tháng 4 năm 2024, Tổ công tác Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An đã di lý hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm bị bắt tại Lào về đến thành phố Vinh sau 22 năm lẫn trốn. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.